thì em thấy là mọi người ở đây cũng không có ngại nắng ngại gió để đến đây. Nó rất là lạ, tại vì hình như là từ đó giờ ở Việt Nam là chưa có cái này. Rồi em từ ở Long An lên đây để muốn thử cái sinh xăm mới. Dạ em chờ xếp hàng đây là 15 phút rồi. Dạ nhiều dài á, chắc tầm khoảng hơn 10 15 người á. Tại vì buổi sáng nó đông, buổi trưa thì nó vắng nhưng mà buổi trưa hôm nay lại đông. Bình thường là mình xin xăm bằng mũi thì bây giờ bằng máy tự động, nó khác nhau thôi chứ quan trọng là thành tâm. Kiểu nó được phổ biến qua mạng xã hội nhiều đó, nên là nhiều người biết tới hơn. Em xin thì em thấy nó đúng,